Ok, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của chúng mình và mình là Minh Toàn. Nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một trong những cách mới nhất mà chúng ta sẽ lên một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm ở trên Google Ads các bạn nha. Nếu như các bạn chúng ta là một người mới đang tìm kiếm, đang tìm hiểu về Google AdWords là gì thì có thể là xem lại chuỗi video về Google Ads ở trên kênh YouTube của chúng mình các bạn ha. Hiện tại thì Google Ads 2023 đã cập nhật một số tính năng mới thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một trong những cái cách mà mình thường xuyên sử dụng để mà mình lên một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm. Và chiến dịch quảng cáo tìm kiếm cũng là một trong những cái chiến dịch quảng cáo cơ bản ở trên Google AdWords. Đây cũng chính là cái sản phẩm mà nó mang lại cái doanh thu lớn nhất cho Google ở trong năm 2022 vừa qua các bạn nha, với 39,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,1% của doanh thu Google. Rồi ok, và trước khi bắt đầu nội dung của video ngày hôm nay thì ở phía dưới mỗi video chúng mình có để một cái đường link. Đây là bộ công thức để giúp cho các bạn chúng ta tạo ra được 9.000 đô la Mỹ đầu tiên ở trên Internet. Để mà nhận được bộ công thức hoàn toàn miễn phí này, các bạn chúng ta chỉ cần để lại thông tin về họ tên, email và số điện thoại. Sau đó thì nhấn vào nút đăng ký ngay các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, như các bạn đang thấy ở trên màn hình thì đây là một cái website nó chuyên cung cấp cho chúng ta về các cái sản phẩm dịch vụ liên quan đến thú cưng. Cụ thể nó sẽ có là đồ ăn dành cho cún nè, đồ chơi dành cho chó nè, quần áo, phụ kiện, rồi là chuồng, đệm, ba lô, vòng cổ, thắt dây dành cho chó và mèo các bạn nha. Và trên này cũng có rất là nhiều các cái dịch vụ spa khác, các tiểu long khác. Trong nội dung này thì mình sẽ lên một cái chiến dịch quảng cáo để mình quảng cáo cho cái cửa hàng này các bạn ha. Thì để mà chúng ta chạy một chiến dịch tìm kiếm trên Google Ads thì điều đầu tiên các bạn chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Google AdWords. Ở trên kênh YouTube chúng mình thì mình đã có một cái video rất là chi tiết hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo tài khoản Google AdWords rồi. Các bạn thể xem lại cái video này. Cách tạo tài khoản thì rất là đơn giản thôi ha. Ok, và một trong những cái điều đầu tiên khi mà mình trước khi mình lên một chiến dịch quảng cáo nào thì mình sẽ nghiên cứu về cái từ khóa của nó trước. Nghiên cứu từ khóa là một trong những cái bước quan trọng và tiên quyết trước khi mà chúng ta lên một chiến dịch quảng cáo. Nó sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu được chúng ta sẽ lập kế hoạch chạy những từ khóa nào liên quan đến dịch vụ mà chúng ta đã cung cấp, rồi là những cái ước lượng về CPC hoặc là cái volume tìm kiếm trung bình hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của từ khóa đó là bao nhiêu, để mà chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng nhiều nhất có thể và cũng như là tạo được nhiều cái chuyển đổi nhất. Ok, thì các bạn chúng ta sẽ vào cho mình phần công cụ và cài đặt, chọn cho mình là công cụ lập kế hoạch từ khóa Google Keyword Planner ha, sản phẩm của Google AdWords. Rồi chọn ra cho mình này, khám phá các từ khóa mới. Đây thì mình sẽ chọn tiếng Việt và thị trường là Việt Nam các bạn ha. Đây các bạn nhập vị trí vô này. Rồi, các bạn có thể điều chỉnh vị trí từng thành phố trong này, ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, bạn mục tiêu ở đây. Đây thì mình sẽ chọn thị trường Việt Nam. Rồi tiếp theo thì mình sẽ search hai từ khóa là đồ ăn cho cún. Rồi, đồ ăn cho chó hoặc là thức ăn cho chó này. Ok, mình sẽ search 4 từ khóa này. Rồi, thì các bạn thấy là trong cái bảng này đầu tiên nó sẽ cung cấp cho chúng ta số liệu của 4 từ khóa mà chúng ta đang tìm kiếm. Sau đó thì nó sẽ tổng hợp tiếp về những từ khóa liên quan và nó sắp xếp theo cái volume tìm kiếm từ trên xuống dưới các bạn ha, từ nhiều xuống ít. Các bạn sẽ để cho mình những thông số này. Thứ nhất là với mỗi từ khóa thì nó sẽ có số lượng tìm kiếm trung bình hàng tháng là bao nhiêu. Ví dụ như thức ăn dành cho chó, đồ ăn cho chó thì sẽ có cái volume tìm kiếm trung bình hàng tháng là từ 1.000 đến là 10.000. Tiếp theo là giá thầu đầu trang thấp nhất và giá thầu đầu trang cao nhất là bao nhiêu các bạn ha. Đó thì đây sẽ là cái CPC trung bình của các bạn cần phải quan tâm nhé. CPC trung bình của từ đồ ăn cho chó này từ 1.388 đến là 3.757. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái từ khóa khác như là hạt cho chó này, rồi hay là thức ăn chó này, rồi hạt thức ăn cho chó, hoặc là hạt Royal Canin. Royal Canin cũng là một cái sản phẩm thức ăn thông dụng dành cho chó mèo các bạn ha. Giả sử như là mình sẽ chọn những cái từ khóa này, sau đó thì mình sẽ chọn lập theo nhóm, chọn nhóm mới này.
Ok, ở đây như mình đã nói thì mình sẽ tạo hai cái nhóm quảng cáo, một nhóm là dành cho chó và một nhóm là dành cho mèo. Tại vì sao mình phải làm hai nhóm như vậy? Khi mà các bạn chúng ta phân bổ từ khóa làm hai nhóm như vậy thì các bạn chúng ta sẽ có thể lên được những cái tiêu đề quảng cáo hay là những cái mô tả quảng cáo nó phù hợp, nó tương ứng và liên quan nhất với cái bộ từ khóa của chúng ta các bạn ha. Ví dụ như là với bộ từ khóa dành cho thức ăn cho chó thì mình sẽ có cái bộ tiêu đề, bộ mô tả liên quan đến chó. Còn nếu chúng ta đưa mèo vào, chúng ta đưa chim vào thì nó sẽ cái độ liên quan nó sẽ không còn nhiều nữa và dẫn đến là cái CTR, cái điểm chất lượng của quảng cáo thì nó cũng sẽ giảm đi. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ đặt tên là thức ăn dành cho chó các bạn ha. Chọn tạo. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cho mình là khớp chính xác hoặc là khớp cụm từ. Với những cái từ khóa nào mà còn mới, chưa có nhiều lượt tìm kiếm thì chúng ta sẽ để là khớp mở rộng. Thông qua những cái cụm từ tìm kiếm liên quan đến từ khóa mới đó thì chúng ta sẽ biết được là cái từ khóa nào mà nó liên quan nhất và được khách hàng tìm kiếm để mà cái quảng cáo chúng ta được hiển thị nhiều nhất. Thì chúng ta sẽ thêm những từ khóa đó vào. Còn với những từ khóa nào mà nó đã có một cái lượng tìm kiếm nhất định rồi, từ 1.000 đến 10.000 hoặc là 100 đến 1.000 như vậy thì mình nghĩ là chúng ta có thể là sử dụng hai cái hình thức là khớp cụm từ và khớp chính xác, nó sẽ ưu tiên hơn các bạn nha. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình là thêm các từ khóa này. Tiếp theo thì mình sẽ search một cái cụm từ khác là thức ăn cho mèo. Rồi, hoặc là mình sẽ search là hạt cho mèo chẳng hạn. Mèo thường ăn hạt. Rồi chúng ta sẽ có là đồ chơi cho mèo. Ok, nhận kết quả nha. Mình thấy là ba cái cụm từ khóa này của mình thì nó cũng có cái lượt tìm kiếm khá là cao, từ 1.000 đến là 10.000. Rồi tiếp theo là hạt Royal Canning, đồ ăn cho mèo này. Rồi hạt mèo này, thức ăn mèo. Ok. Ở đây thì mình sẽ tạo một nhóm quảng cáo khác là thức ăn cho mèo. Tạo nè. Mình cũng chọn khớp chính xác và thêm các từ khóa. Rồi. Sau khi mà chúng ta đã tạo được hai cái nhóm từ khóa rồi, các bạn có thể là kiểm tra lại bằng cách là vào cái phần từ khóa đã lưu ở đây. Thì chúng ta sẽ có hai cái bộ từ khóa. Bộ từ khóa thứ nhất của chúng ta là thức ăn dành cho chó. Bộ từ khóa thứ hai là thức ăn dành cho mèo. Tiếp theo các bạn có thể là vào trong phần dự báo để chúng ta xem thử là những tính toán dự kiến của Google với hai bộ từ khóa này là gì. Các bạn thấy này, ví dụ như là ở đây mình sẽ chọn chiến lược giá thầu là tối đa hóa lực nhấp hoặc là CPC thủ công. Ở đây thì mình sẽ chọn là tối ưu hóa lực nhấp nha. Thời gian này mình sẽ cho thời gian chạy thì mình sẽ cho nó dự kiến vào tháng sau, tháng 5 2023, ở một tháng như vậy. Thì dự kiến là mình sẽ nhận về được là 2.400 lượt nhấp dành cho 2,7 triệu đồng ngân sách trung bình, với cái CPC trung bình là 1,1 nghìn đồng cho mỗi lượt click các bạn nha. Lượt hiển thị là 14.000. Thì đây là cái dự báo căn bản của Google thôi, nó cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng mà thông qua cái dự báo này chúng ta có thể ước chừng được là cái ngân sách chúng ta sẽ chi ra bao nhiêu một ngày, rồi là với ngân sách đó thì chúng ta sẽ thu về được bao nhiêu lượt click các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo một chiến dịch với bước tiếp theo các bạn nha. Các bạn chọn vào đây cho mình, tạo một chiến dịch mới. Tên chiến dịch thì mình sẽ đặt là, tên chiến dịch thì thường mình sẽ copy cái đường link của trang web vào để đây cho dễ nhớ thôi các bạn nha. Tiếp theo mình đặt ngân sách trung bình hàng ngày. Ở đây thì mình có thể đặt 85.700. Đây là số mặc định Google ha. Hoặc là mình sẽ có thể cài một cái số khác tròn chỉnh hơn, ví dụ 180.000. Thì ngân sách trung bình hàng ngày thì các bạn chúng ta thông thường với mỗi tài khoản mới thì mình nghĩ là chúng ta nên đặt nó thấp thôi, dưới 300.000 đổi lại. Sau quá trình chạy thì chúng ta có thể nâng ngân sách từ từ lên các bạn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ đặt mặc định là 85.710. Chọn lưu này. Ok, như vậy là vừa rồi chúng ta đã tạo thành công một chiến dịch. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo quảng cáo với hai cái nhóm này các bạn ha. Đầu tiên là thức ăn cho chó này, thì mình sẽ tạo quảng cáo ở đây. Trong cái phần URL cuối cùng này thì đây sẽ là cái đường link đích đến mà các bạn chúng ta muốn đưa vào. Các bạn có thể điền cái trang web các bạn chúng ta muốn chạy vào hoặc là cái trang landing page mà chúng ta đang muốn tạo chuyển đổi. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái phần cuốn cưng này.
đồ ăn cho cún này và chọn pate cho chó, hoặc là chọn hai cái chó này. Rồi copy đường link này đưa vào đây ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn nhập cho mình các cái tiêu đề. Ở đây thì chúng ta sẽ được nhập tối đa là 15 tiêu đề, cũng như là tối đa là 4 cái mô tả dành cho quảng cáo. Rồi trước khi mà chúng ta nhập cái dòng tiêu đề vào thì các bạn để ý trên này có cái phần là đường dẫn hiển thị. Trong này thì chúng ta có thể là cài những cái từ khóa chúng ta vào để cho nó tăng thêm cái tính liên quan của quảng cáo các bạn nha. Ví dụ như ở đây mình sẽ thêm cái từ khóa là thức ăn cho chó. Tiếp theo là hạt cho chó. Rồi, ở trong tiêu đề á, thì các bạn chúng ta sẽ viết những cái tiêu đề mà nó chứa cái bộ từ khóa của chúng ta. Này, bộ từ khóa của chúng ta hiện tại như các bạn đang thấy là thức ăn cho chó này, đồ cho chó, thức ăn chó này, hạt Royal Canin này, hạt cho chó này, hoặc là hạt thức ăn cho chó các bạn nha. Đây là bộ từ khóa của chúng ta. Vậy thì cách viết tiêu đề của mình như sau. Đầu tiên á, là các bạn chúng ta sẽ viết cho mình theo cấu trúc là chèn từ khóa. Các bạn chọn dấu ngoặc nhọn, chọn một phần chèn từ khóa này và nhập cho mình cái từ khóa căn bản của nó là thức ăn cho chó. Rồi ở đây, rồi chọn áp dụng. Thì cái ý nghĩa của bước này là gì? Khi mà các bạn chúng ta đưa từ khóa vào ở dưới dạng keyword trong dấu ngoặc nhọn này á, thì cái hiển thị của quảng cáo ở phía bên này nè, các bạn thấy bên này, thì nó sẽ tự động đưa cái cụm từ tìm kiếm của khách hàng vào trong tiêu đề quảng cáo của chúng ta. Ví dụ như khách hàng họ tìm kiếm là địa điểm mua thức ăn cho chó, thì trong cái cụm từ tìm kiếm đó nó có cái từ khóa là thức ăn cho chó, thì nó sẽ tự động lấy nguyên cụm từ tìm kiếm của khách hàng, đó chính là địa điểm mua thức ăn cho chó, đưa vào trong cái dòng tiêu đề của chúng ta các bạn ha. Hoặc là thức ăn cho chó giá rẻ, thì nó cũng sẽ tự động đưa cái cụm từ tìm kiếm đó vào trong cái phần dòng tiêu đề này, tự động nó nhét vào đây. Thông qua đó thì nó sẽ giúp cho cái quảng cáo của chúng ta tăng được cái khả năng đáp ứng cái nhu cầu tìm kiếm của khách hàng. Chúng ta không còn đơn thuần là cố định ở một cái cụm từ khóa bất kỳ nữa, mà ở đây chúng ta có thể là linh động cập nhật những cái cụm từ khóa theo những cái cụm từ tìm kiếm mà khách hàng họ đang mong muốn. Và ở đây thì có một cái lưu ý là nó sẽ chỉ hiển thị cái cụm từ khóa đó nếu như mà cái cụm từ tìm kiếm từ khóa của khách hàng có khoảng 30 từ đổ lại các bạn nha. Rồi, với bản thân mình thì khi mà mình tìm kiếm trên Google một cái sản phẩm bất kỳ, mà nếu như mình thấy cái quảng cáo nào mà nó có cái tiêu đề nó giống như là cái cụm từ tìm kiếm mà mình đang search chẳng hạn đi, thì mình sẽ có cái cảm giác là cái quảng cáo này nó đang đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình. Cái khả năng mình kích vào cái quảng cáo đó thì rất là cao các bạn ha. Đây là một trong những cái tip nhỏ mà các bạn có thể là sử dụng để chúng ta gia tăng được cái lượt click vào quảng cáo, cũng như là có khả năng được chuyển đổi cao. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thêm những từ khóa khác vào trong những dòng tiêu đề này các bạn nha. Như là mình sẽ thêm là đồ ăn cho chó này. Rồi tiếp theo là hạt Royal Canin. Rồi một từ khóa khác là thức ăn chó này. Ở đây thì các bạn sẽ thêm nhiều từ khóa chúng ta vào nha, để tăng thêm cái điểm liên quan của quảng cáo vào. Rồi với 5 cái từ khóa này thì mình sẽ chọn ghim vào vị trí thứ nhất. Đó, ghim vào đây. Đây là 5 cái từ khóa mà có lượt tìm kiếm cao. Thì khi mà khách hàng họ tìm kiếm những từ khóa này á, thì nó sẽ được hiển thị ngay ở trong cái dòng tiêu đề đầu tiên của một quảng cáo chúng ta các bạn nha. Thông thường nó sẽ hiển thị 2 tiêu đề hoặc là 3 tiêu đề. Thì mình sẽ luôn ưu tiên cho những cái từ khóa này nó được hiển thị ở cái tiêu đề đầu tiên. Tiếp theo thì mình sẽ đưa những cái tiêu đề phụ vào trong này. Những cái tiêu đề sẽ xuất hiện ở cái dòng tiêu đề 2 hoặc là dòng tiêu đề 3 các bạn nhé. Ở đây chẳng hạn như mình sẽ có là xương gặm cho chó nè. Rồi, bạn chọn vào đây. Khi mà các bạn chúng ta thêm từ khóa vào thì chúng ta để ý ở phía bên phải này, nó sẽ có cái hiển thị mẫu cho chúng ta tham khảo. Mình điều chỉnh như nào nó sẽ hiển thị lại theo cái cách dự báo của nó cho chúng ta. Tiếp theo là mình sẽ có là gel dinh dưỡng cho chó này. Rồi bên cạnh đó là gì,
pate cho chó này. Chúng ta có thể là thêm được tối đa là 15 cái dòng tiêu đề các bạn nha. Thì các bạn thấy là hiện tại là những cái từ khóa của chúng ta đã xanh hết rồi. Rồi trên này thì mình cũng đã đủ 2 tích rồi. Mình còn thiếu một cái tích nữa là sử dụng những cái dòng tiêu đề độc đáo hơn và sử dụng ở cái mô tả. Hiện tại thì mô tả mình sẽ thêm sau. Bây giờ mình sẽ thêm một số cái tiêu đề khác. Các bạn có thể là vào trong trang chủ này chúng ta tham khảo. Học Cung cấp dịch vụ, cung cấp sản phẩm. Ở đây thì mình sẽ thêm là cung cấp sản phẩm tốt nhất. Rồi, hoặc là thức ăn cho chó chất lượng cao. Rồi, ở đây mình sẽ chỉnh là chất lượng cao này. Chất lượng cao, giá thành rẻ. Rồi, giao hàng mỗi ngày. Rồi, thanh toán online các bạn nha, thanh toán online. Ok, như vậy là mình đã đủ 3 tích. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển xuống mình thêm những cái phần mô tả. Ở đây chúng ta sẽ thêm được 4 cái mô tả tối đa các bạn nha. Mô tả thì mình sẽ có thể tham khảo ở trên Google nè. Thức ăn cho chó này. Đó, các bạn search cụm từ tìm kiếm này chúng ta sẽ thấy được một số cái quảng cáo của những cái kênh khác. Thì các bạn cũng có thể là tham khảo những cái quảng cáo, những cái mẫu quảng cáo của họ. Đây, nhiều hương vị và cấp độ dinh dưỡng cho chó này. Vệ sinh giúp chó bảo vệ sức khỏe tối ưu. Mình sẽ thêm cái này vào. Thì cái phần mô tả này á, các bạn chúng ta cũng nên là chèn những cái từ khóa của chúng ta vào các bạn nha. Ví dụ là thức ăn cho chó. Đây, thức ăn cho chó. Nhiều hương vị và cấp độ dinh dưỡng. Vệ sinh này, giúp chó bảo vệ tối ưu sức khỏe. Rồi. Thì cái mô tả này nó đã chứa một cái từ khóa của mình là thức ăn cho chó. Tiếp theo tương tự như vậy, các bạn sẽ copy mẫu mô tả khác của họ này. Chúng ta chỉnh sửa lại các bạn nha. Hồ Chí Minh, Best Shop, chuyên cung cấp sỉ và lẻ thức ăn chó. Ok. Một cái nữa là công thức bổ sung dinh dưỡng cho chó cuốn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Mua ngay. Ok, cơ bản là mình thấy như vậy là được rồi. Thì sau một thời gian chạy thì chúng ta có thể tham khảo thêm những cái đối thủ, những cái người chạy quảng cáo khác liên quan đến cái sản phẩm chó mèo này, họ có những cái content nào hay thì mình sẽ copy, mình sẽ lượm nhặt về và mình sẽ chỉnh sửa thêm thêm vào cái quảng cáo của mình sau các bạn nha. Rồi, sau khi mà hoàn thành xong được bộ quảng cáo rồi, các bạn chúng ta sẽ chọn vào phần lưu quảng cáo này. Rồi, các bạn sẽ vào lại cho mình cái chiến dịch của chúng ta. Nhóm quảng cáo là thức ăn cho chó này. Rồi, vào lại phần quảng cáo. Và đây là quảng cáo mà chúng ta là vừa tạo ra. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn điều chỉnh cái mẫu quảng cáo này thì các bạn sẽ chọn vào cho mình phần chỉnh sửa ở đây, nhấp vào trong cái phần quảng cáo á. Trong này thì chúng ta có thể là chỉnh sửa lại URL nè, chỉnh sửa lại cái tiêu đề, chỉnh sửa lại cái mô tả nào mà chúng ta không thích nữa thì ra thì chỉnh sửa trong này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta thêm những cái liên kết mở rộng ở trong cái quảng cáo chúng ta nha. Các bạn sẽ chọn cho mình phần thành phần này ở trong cái mục là quảng cáo và thành phần á. Rồi, chọn vào cho mình cái mục là chú thích ở đây. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái liên kết khác nhau. Ví dụ như liên kết về chú thích, liên kết trang web, liên kết của về biểu mẫu, giá này, cuộc gọi này, ứng dụng này. Thì đầu tiên mình sẽ chọn vào phần chú thích. Rồi, các bạn chọn cho mình dấu cộng ở đây. Ở đây thì mọi người chúng ta sẽ chú ý cho mình về phần chú thích nha. Ở trong phần này thì các bạn có thể là chọn thêm chú thích vào tài khoản, vào chiến dịch hay là vào nhóm quảng cáo. Nếu như các bạn chúng ta chọn thêm chú thích vào trong nhóm quảng cáo thì khi mà chúng ta áp vào trong cái nhóm quảng cáo nào thì cái phần chú thích này, chú thích mở rộng này thì nó sẽ chỉ hiển thị cho cái nhóm quảng cáo đó thôi. Còn nếu như các bạn chúng ta chọn vào phần chiến dịch thì hiện tại chiến dịch của chúng ta có hai nhóm ha, là nhóm dành cho chó, nhóm dành cho mèo thì nó sẽ xuất hiện ở trong từng cái mẫu quảng cáo thuộc hai nhóm của chiến dịch chúng ta. Còn các bạn chúng ta thêm vào trong phần tài khoản á,
thì nó sẽ áp dụng hết cho tất cả những cái chiến dịch ở trong tài khoản mà chúng ta đã tạo ra, vậy nhé. Khi mà chúng ta chọn tài khoản, nó sẽ bao gồm là chiến dịch và nhóm. Còn chọn chiến dịch thì nó sẽ chỉ bao gồm nhóm. Còn các bạn chọn nhóm thì nó sẽ chỉ hiển thị cho từng cái nhóm mà chúng ta chọn lựa mà thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn app vào trong cái dạng là chiến dịch ha. Mục đích là gì? Mục đích là mình chạy cái màu quảng cáo dành cho chó, nhưng mà mình vẫn muốn có thêm những cái văn bản chú thích. Nó cung cấp cho khách hàng là ở bên cạnh cái sản phẩm xương gầm cho chó chẳng hạn đi, thì mình cũng sẽ có những cái sản phẩm khác cho chó, như là chuồng chó này, hoặc là quần áo cho chó, hoặc là mình cũng sẽ có cung cấp các sản phẩm liên quan đến mèo ha, không những đến chó còn đến mèo nữa, và ngược lại không những đến mèo mà còn liên quan đến chó. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn là viết chú thích này một lần thôi, và nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái quảng cáo ở trong chiến dịch đó. Mình không cần phải viết lại nữa, tiết kiệm những thời gian của mình khi mình lên một cái chiến dịch quảng cáo các bạn nhé. Về cái văn bản chú thích đó, thì nó sẽ hiển thị ở cái khu vực dưới này nè. Còn những cái phần chữ hơi mờ đây nè là cái phần mẫu quảng cáo, cái phần mô tả quảng cáo mà mình đã cài đặt ở cái phần phía trước rồi, thì nó sẽ mờ đi. Còn cái văn bản chú thích thì nó sẽ được thêm vào phía sau cái phần mô tả quảng cáo của chúng ta. Nó sẽ tăng thêm những cái ngôn từ mô tả về các cái sản phẩm mà trang web chúng ta đang có thể là mang lại hoặc là cung cấp cho khách hàng tìm kiếm. Ok, do đó thì các bạn chúng ta lưu ý là những cái văn bản chú thích này thì nó sẽ cần phải khác so với những cái văn bản mà chúng ta đã thêm vào ở trong cái phần mô tả quảng cáo các bạn nha. Từ đó thì chúng ta sẽ có thể là cung cấp được thêm nhiều cái thông tin nhất cho khách hàng của chúng ta. Ok, tư vấn miễn phí đi. Tư vấn miễn phí 24/7. Rồi, giao hàng nhanh chóng. Tiếp theo là giảm giá 10% hôm nay. 10% hôm nay. Rồi một cái nữa là thức ăn cho chó chính hãng, chất lượng, giá tốt. Thì mình sẽ lấy cụm từ là chính hãng này, chất lượng, giá tốt này. Chất lượng, giá tốt đi. Ok. Các bạn có thể thêm nhiều cái văn bản chú thích khác ở đây nha. Chọn vào đây là chúng ta thêm nè. Đấy, mình sẽ lấy những cái cụm từ này cung cấp thêm cho cái màu quảng cáo chúng ta nha. Tư vấn. Rồi, tiếp theo là giao hàng nhanh chóng. Mình sẽ chỉnh sửa lại cái chữ cái in hoa đầu tiên. Rồi, cơ bản là như vậy. Ok, sau khi thêm xong thì các bạn sẽ chọn cho mình một lưu nha. Thì chúng ta sẽ chờ một cái thời gian sau đó để Google nó sẽ xét duyệt những cái chú thích này của chúng ta. Đây, trong cái phần trạng thái này. Ok, vừa rồi là chúng ta đã vừa tạo một cái phần mở rộng liên kết theo dạng là chú thích. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về liên kết mở rộng theo dạng là liên kết trang web. Thì một cái ví dụ đơn giản đi. Các bạn thấy là khi mình tìm kiếm cụm từ thức ăn cho chó thì nó sẽ ra cái mẫu quảng cáo này. Ồ, cái đầu tiên như cùng này. Thì nó sẽ có bốn cái phần, phía dưới này sẽ là bốn cái phần liên kết. Các bạn nha, liên kết trang web này. Liên kết trang web là như thế này. Khi mà chúng ta chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây và chọn vào đây, thì nó sẽ ra những cái đường link website bán hàng của họ. Các bạn nha, link này có thể bị lỗi rồi nè. Thì nó sẽ ra những đường link website bán hàng của họ. Chúng ta sẽ có thể chèn, ví dụ như các bạn, màu quảng cáo của các bạn là chúng ta đang bán về cái thức ăn hàng cho chó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là thêm những cái liên kết. Chúng ta bán về xương canxi cho chó nè, hoặc là chúng ta bán về sản phẩm quần áo cho chó, hoặc là dây xích dành cho chó chẳng hạn đi. Đó. Rồi tiếp theo, ở phía dưới này, các bạn thấy là cái mẫu quảng cáo này họ có chạy thêm cái phần liên kết mở rộng, đó chính là số điện thoại nè, rồi là địa chỉ nè, rồi là giảm giá nè. Đó thì đó chính là những cái phần quảng cáo mở rộng của họ nè. Chúng ta sẽ thêm như thế nào? Các bạn sẽ để cho mình những cái phần này. Đây, quảng bá nè, ứng dụng nè, giá nè, gọi nè, liên kết trang web nè. Ví dụ như mình sẽ thêm tiếp là cái phần liên kết trang web đây đi. Thì mình sẽ chọn vào đây và chọn dấu cộng. Đó thì ở đây các bạn để cho mình những cái đường link URL cuối cùng trong cái phần này ha, thì nó sẽ khác với cái đường link URL mà mình đã bỏ ở trong cái phần quảng cáo chính của chúng ta các bạn nhé. Đây, ví dụ như là trang web của mình đây, thì lúc nãy mình chọn cái sản phẩm là hạt cho chó đúng không? Thì bây giờ mình sẽ qua cái sản phẩm khác là xương gặm cho chó. Đây, mình sẽ lấy đường link này dán vào đây. Tiếp theo mình sẽ qua cái sản phẩm khác nữa là gel dinh dưỡng cho chó này. Rồi, copy đường link này. Nó sẽ có các cái đuôi đây các bạn nhé. Các cái đuôi đây. Copy. Chúng ta đưa vào đây. Rồi. Ví dụ như là cái sản phẩm đường link là gel dinh dưỡng cho chó. Thì mình sẽ để cái văn bản liên kết này.
gel dinh dưỡng cho chó. Rồi các bạn có thể thêm mô tả. Ok, với cái đường link đầu tiên này đi thì nó sẽ là cái sản phẩm xương gầm da bò cho chó đúng không? Thì mình sẽ đưa nó vào đây, văn bản liên kết trang web này. Rồi các bạn còn là thêm một số cái phần mô tả khuyến nghị vào, ví dụ như sản phẩm xương bò này mình kích vào đây này, cung cấp cho cún một bữa ăn nhẹ giàu canxi nè, cung cấp cho cún bữa ăn nhẹ giàu canxi. Tiếp theo là giảm căng thẳng hiệu quả này. Cho cún nè. Rồi. Sản phẩm gel dinh dưỡng cho chó đi. Thì mình sẽ quay trở lại. Đây. Các bạn kích vào sản phẩm nha. Mình sẽ lấy cái đường link này. Mình sẽ lấy cái mô tả này. Giúp da lông bóng mượt. Móng săn chắc. Giúp da lông bóng mượt nè. Rồi tiếp theo là gì? Cung cấp 12 vitamin cần thiết. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai cái đường liên kết trang web các bạn nha. Rồi các bạn chọn lưu ra cho mình. Nó sẽ hiển thị phía bên phải này. Đây các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn chọn vào đây. Chọn vào chỉnh sửa. Chỉnh sửa này. Đó thì nó sẽ hiển thị phía bên này cho bạn nha. Đó nó sẽ có hai cái đường link. Thứ nhất là xương gầm da bò cho chó này. Rồi gel dinh dưỡng cho chó này. Thì mỗi sản phẩm nó sẽ có một đường link khác nhau. Đó. Rồi. Ở đây thì các bạn thấy là hai cái phần mở rộng liên kết trang web của mình á, thì nó đang ở cấp độ là nhóm quảng cáo này ha. Thì chúng ta muốn đưa nó vào chiến dịch như thế nào, các bạn có thể là chọn vào tab vào đây, rồi chọn cái phần thêm vào này, thêm vào chiến dịch này hoặc thêm vào tài khoản ha. Mình sẽ chọn thêm vào chiến dịch. Đó, chọn chiến dịch của mình, chọn phần xong này. Đó thì nó sẽ thêm cấp độ của mình vào là chiến dịch, thì nó sẽ thêm hai cái liên kết mở rộng này vào cấp độ chiến dịch cho mình nha. Rồi ok. Đó. Khi mà các bạn chọn là phần chiến dịch này, các bạn sẽ thấy là hai cái mẫu mở rộng liên kết này của mình, xương cầm da bò này, nó cũng vừa hiển thị trên chiến dịch, nó vừa hiển thị ở phần nhóm quảng cáo. Ok. Quay trở lại với thức ăn nhóm thức ăn cho chó đi. Thì bên cạnh hai cái phần quảng cáo mở rộng là liên kết trang web và chú thích, thì các bạn chúng ta cũng có thể là cài đặt thêm cái phần mở rộng về số điện thoại. Chọn vào phần gọi này. Rồi, chọn dấu cộng ở đây. Ở đây thì mình sẽ chọn chiến dịch. Đó. Số điện thoại của họ này, các bạn chọn ở đây thì số điện thoại là bao nhiêu? 039-810-8189. Chọn Việt Nam nha. Và đây, cái màu quảng cáo này các bạn thấy là họ có thêm số điện thoại, thêm địa chỉ. Rồi. Ok, hiển thị ở trong khung giờ nào? Các bạn thấy là có thể là hiển thị tất cả các ngày này, từ 0 giờ đến 23 giờ 45 này, lúc nào nó cũng hiển thị mỗi khi mà quảng cáo của chúng ta xuất hiện. Rồi, sau đó chúng ta chọn lưu. Rồi, đó là thêm cái liên kết về cuộc gọi. Các bạn cũng có thể là thêm cái liên kết về quảng bá chẳng hạn. Đây quảng bá thì mình chọn ở đây. Chọn dấu cộng này. Rồi. Chúng ta chọn chiến dịch. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái đường link URL vào. Thì cái đường link này mình sẽ thêm cái trang sản phẩm nó vào nha. Hoặc là đồ ăn cho cún đi. Đấy. Rồi mình sẽ copy đường link này. Đường link này sẽ là cái đường link tổng hợp tất cả những sản phẩm dành cho chó ở trong cái cửa hàng này ha. Thì mình sẽ copy. Rồi mình đưa vào đây. Rồi trong này nó có ưu đãi gì không? Hiện tại không có ưu đãi gì, nhưng mình cũng có thể thêm một số ưu đãi khác, chẳng hạn như là số tiền giảm giá tối đa hoặc là phần trăm giảm giá 5% chẳng hạn. Rồi, cái mục này mình sẽ ghi là ưu đãi cho khách hàng ưu đãi hôm nay. Rồi, thì việc mình thêm cái bước này á, nó sẽ tăng thêm cái phần hiển thị phía dưới này. Thì nó sẽ tăng thêm cái phần hấp dẫn cho cái quảng cáo chúng ta nha. Gia tăng được cái tỷ lệ click của khách hàng vào. Khi mà họ thấy quảng cáo, họ thấy là có cái khuyến mãi, thì họ sẽ có cái sự tò mò và cũng như là có cái khuynh hướng kích vào cái mẫu quảng cáo chúng ta hơn. Nếu như mà cửa hàng của chúng ta có cái chương trình giảm giá thật sự, thì nó cũng sẽ giúp gia tăng được cái tỷ lệ mua hàng, tỷ lệ chuyển đổi. Rồi,
Hoặc đây là phần trăm giảm giá, các bạn cũng có thể là chọn phần giảm giá tiền nè. Chúng ta sẽ nhập số lượng là giảm 150.000. Đó, các bạn nha. Giảm trực tiếp số tiền vào. Hoặc là số tiền giảm giá tối đa, phần trăm giảm giá tối đa. Rồi các bạn chúng ta chọn lưu lại vào đây. Rồi, ok, như các bạn thấy là với cái nhóm là thức ăn cho chó thì vừa rồi mình đã thêm khá là nhiều các cái thành phần liên kết mở rộng các bạn nha, liên kết mở rộng rồi quảng cáo mở rộng của mình ở trong này. Mình đã thêm phần chú thích này, liên kết trang web này, quảng bá này, cuộc gọi này. Thì mình sẽ chờ thời gian để cho nó được xử lý hết. Tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục vào xử lý cái nhóm quảng cáo là thức ăn dành cho mèo. Các bạn ha, thêm cho nhà mày hiện tại chưa có gì. Thì mình sẽ vào trong cái phần là thức ăn cho chó á. Các bạn vào trong mình cái phần quảng cáo. Rồi mình sẽ copy cái mẫu quảng cáo này. Copy nè, tạo sao chép nè. Sao chép nè. Rồi chọn dán nè. Dán thì mình sẽ chọn chiến dịch nè. Rồi chọn nhóm nè. Mình sẽ dán vào cái nhóm thức ăn cho mèo ha. Chọn phần xong. Rồi chọn dán. Mục đích là gì? Mục đích là cho nó nhanh thôi, tiết kiệm thời gian của mình. Mình sau khi mình hoàn thành được cái mẫu quảng cáo ở trong cái nhóm 1 rồi thì mình sẽ copy cái mẫu đó sang nhóm 2. Và mình sẽ vào cái nhóm 2 để mình chỉnh sửa lại một số cái từ ngữ để nó phù hợp với cái bộ từ khóa của cái nhóm thức ăn cho mèo thôi, cho nó nhanh các bạn nha, tiết kiệm thời gian là chính. Cách này thì dành cho những bạn lười. Còn các bạn nào mà chúng ta có chuẩn bị sẵn những cái mẫu quảng cáo khác thì các bạn có thể là vào để chúng ta tạo lại cái mẫu quảng cáo riêng biệt cho cái nhóm thức ăn cho mèo ha. Rồi chẳng hạn mình sẽ vào là nhóm thức ăn cho mèo này. Đây là cái mẫu quảng cáo mình vừa được copy ra. Bây giờ thì mình sẽ vào đây mình chỉnh sửa ha. Chỉnh sửa cái đường link đầu tiên nè. Ví dụ như thức ăn cho cuốn. Giờ mình sẽ vào thức ăn cho mèo. Đồ ăn cho mèo. Ok, copy đường link này. Rồi mình đưa vào đây. Tiếp theo nè, mình sẽ chỉnh sửa lại cái từ khóa thức ăn cho mèo. Rồi, ở đây thức ăn cho mèo nè, hạt cho mèo. Ok, đồ ăn cho mèo nè. Bởi vì đây là nhóm dành cho mèo ha, thì mình sẽ điều chỉnh lại những cái từ khóa này. Nó liên quan đến mèo, không còn liên quan đến chó nữa. Rồi, các bạn cũng có thể là điều chỉnh, chọn thêm những cái phần ghim này. Chúng ta ghim vị trí thứ hai chẳng hạn. Rồi, ghim vị trí thứ hai. Thì khi mà chúng ta ghim thứ hai thì những cái từ khóa này nó sẽ luôn luôn xuất hiện ở cái phần tiêu đề số 2 bên phía phải này các bạn nha, phần tiêu đề số 2 này. Còn những cái từ khóa không được chọn nó sẽ là những cái từ khóa phụ, nó sẽ xuất hiện ở những cái phần sau, tiêu đề phía sau. Rồi, tương tự như vậy với cái phần mẫu quảng cáo mô tả này thì mình cũng có thể chọn ghim ở vị trí thứ nhất. Đó. Nó sẽ luôn hiển thị cái phần mô tả này. Rồi, cơ bản là như vậy các bạn nha. Thì mình sẽ chọn vào phần lưu quảng cáo này. Chọn bỏ qua. Ok. Rồi, mình sẽ quay lại mình chỉnh sửa một số cái từ mình đã nhập sai. Các bạn kiểm tra cho kỹ nha. Đây, công thức này. Này mình thiếu chữ C, công thức. Rồi, cho chó mèo. Rồi, ok. Các bạn chọn phần lưu quảng cáo. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần, đối với cái nhóm 2 này, thì chúng ta chỉ cần là sửa lại cái phần là mẫu quảng cáo thôi. Còn cái thành phần mở rộng á, thì nó đã có sẵn từ cái phần mở rộng mà mình đã tạo ở trong cái nhóm đầu tiên rồi các bạn nha. Mình đã thêm vào cái cấp chiến dịch rồi. Cho nên là nó sẽ được áp dụng cho tất cả những cái quảng cáo ở trong hai nhóm luôn các bạn nha. Đấy. Tức là những cái mẫu quảng cáo mở rộng từ cuộc gọi nè, quảng bá nè, chú thích nè, hay là liên kết trang web thì mình đều đã kế thừa từ cái nhóm đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó được duyệt hết và chúng ta xử lý phần nạp tiền chạy quảng cáo. Ok, thì ở đây các bạn hình dung là khi mà chúng ta chạy nhiều nhóm ở trong một cái chiến dịch đó, thì chúng ta sẽ không sợ nó bị đấu đá gì với nhau cả. Bởi vì mỗi nhóm thì chúng ta chạy với một bộ từ khóa khác nhau, chúng ta chạy với mỗi cái đường link khác nhau ha, thì sẽ không có sợ là bị đấu đá, bị cạnh tranh hay là bị xung đột gì giữa hai cái nhóm quảng cáo cả các bạn nha. Rồi, như vậy thì mình đã có được hai nhóm quảng cáo cho chiến dịch này. Thì sau này mình chạy thì mình sẽ tiếp tục là mình điều chỉnh và mình tối ưu thêm các bạn nha, bằng nhiều cái phương pháp, nhiều cái cách thức khác nhau. Đó, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chờ nó được xử lý duyệt hết đi. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nạp tiền và cho nó chạy quảng cáo.
Bên cạnh đó thì ở trong cái phần chiến dịch này, các bạn để ý cho mình thì chúng ta sẽ có thể là cài đặt thêm về phần vị trí nè, đặt lại vị trí nè, lịch quảng cáo nè, có thể cài đặt chạy 24/24 hay là chạy khung giờ nào. Ví dụ ở Việt Nam thì chúng ta có thể là chạy từ 7 giờ sáng đến là 11 giờ tối các bạn ha, tức là những cái khung giờ người ta thức, người ta mua hàng, hoặc là những cái khung giờ cao điểm, các bạn chạy chỉnh ở trong này. Tiếp theo chúng ta chỉnh về thiết bị. Chúng ta muốn cái quảng cáo chúng ta sẽ hiển thị ở trên những thiết bị nào nhiều hay là ít, máy tính, điện thoại di động hay là máy tính bảng, rồi là điều chỉnh về những cái giá thầu nâng cao hoặc là điều chỉnh về đối tượng các bạn ha. Trong này thì chúng ta cũng có thể là điều chỉnh đối tượng này đó. Rồi tiếp theo có thể vào trong phần cài đặt này. Trong này thì các bạn có thể cài đặt một số cái tính năng khác của Google Ads. Rồi, ở trong này á, thì các bạn có thể để ý là chúng ta có thể cài đặt lại về ngân sách này. Chúng ta sẽ nâng ngân sách trong này ha. Nâng từ 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 từ. Chọn lại cái phần là thay đổi chiến lược giá thầu. Nếu như các bạn chúng ta không muốn chạy tối quá lực nhấp thì chúng ta có thể chọn ở đây. Thay đổi lại về cái là chọn CPC thủ công ha, hoặc là tỷ lệ hiển thị mục tiêu, tối đa hóa giá trị chuyển đổi tùy vào cái nhu cầu của các bạn. Rồi, ok, như vậy là trong nội dung của video ngày hôm nay á, thì mình đã giới thiệu và cũng như là hướng dẫn lại cho các bạn cách để chúng ta lên được một cái chiến dịch quảng cáo tìm kiếm mới nhất ở trên Google AdWords trong năm 2023 các bạn nha. Thì nếu như một cái điều gì thắc mắc, các bạn có thể để lại comment ở phía dưới phần bình luận của video ngày hôm nay, hoặc là liên hệ trực tiếp với đội ngũ core team của chúng mình. Thì đội ngũ core team chúng mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn chúng ta nhanh nhất có thể các bạn nhé. Đừng quên là ở phía dưới mỗi video thì chúng mình có để một cái đường link. Đây sẽ là một công thức để giúp cho các bạn chúng ta tạo ra 9.000 đô la Mỹ đầu tiên ở trên môi trường Internet với một người mới các bạn ha. Cảm ơn các bạn chúng ta dành thời gian quan tâm theo dõi hết nội dung của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.